Chào mọi người, mình là Na Nguyễn và rất vui khi gặp lại mọi người. Thì hôm nay cũng đã rất là lâu rồi mình không làm mấy đôi Yeezy. Và hiện nay mình đang có và mình làm luôn các bạn xem. Một đôi Yeezy mà mình nghĩ là nó là Yeezy basic trong basic. Nếu như thực sự ở thời điểm này mà các bạn mua Yeezy là một thời điểm tuyệt vời. Tại vì đối với mình Yeezy nó không phải là một đôi giày gì đó, nó qua thời, cũng phải out trend, phải gì gọi là Yeezy chết, không phải là gì cả. Và đối với mình nha, Yeezy nó là một cái phần văn hóa trong suốt quá trình lịch sử của những đôi giày đó. Hiện nay thì cũng có rất nhiều người nổi tiếng vẫn mang thôi, tất cả mọi người ngoài kia vẫn mang. Tại vì thời điểm hiện tại á, mình thấy là trên truyền thông, trên Facebook là rất ít kênh, rất ít những cửa hàng làm những concept hàng ngày về những đôi giày. Mình thì thật sự là mình cũng rất là muốn làm, nhưng hiện tại là với phần review thôi nó đã chiếm hết cái quỹ thời gian của mình rất là nhiều. Mình cũng đang muốn là làm thêm nhiều cái video hàng ngày hơn về giày, về mọi thứ xung quanh những đôi giày, về những cái mọi thứ. Tại vì mình xem á, thường là mình xem complete ở trên US á, nói chung là hay lắm mọi người. Các bạn phải xem là ở những cái nước quốc gia đó là đối với họ giày chưa giờ là một cái trào lưu và cũng chưa giờ chết nữa. Đối với họ nó là một cái văn hóa, và cái văn hóa thì lúc nào cũng đi xuyên suốt. Cho nên là càng thấy nhìn càng hay. Những đôi giày nè, thì các bạn thấy nè, thật sự á, Yeezy á, bây giờ có rất nhiều người ngoài kia nha tìm mua Yeezy là chuyện rất bình thường. Bởi vì những người mà tìm mua đối với họ, họ không cần nó phải đôi giày hit, đôi giày hot, mà là cái kiểu dáng của đôi Yeezy nó đã ăn sâu vào trong họ rất nhiều rồi. Và cái thứ hai nữa, nó rất là êm và mềm. Các bạn tưởng tượng bây giờ các bạn tìm nó ra một đôi giày nó rất kiểu dáng rất là mới lạ đúng không? Đến bây giờ cái kiểu dáng của Yeezy 350 vẫn là một cái gì đó rất là hay. Có đệm boot ở trên là vải Clyknit co giãn. Các bạn thử, các bạn đi một ngày trời, bảo đảm các bạn đi không bao giờ thấy mỏi chân. Rất là mềm, rất êm. Và đặc biệt các bạn Yeezy 350, các bạn thấy một cái điều mà ít ai để ý, đó chính là cái tính tiện dầu bà. Nó không có sử dụng da, cho nên nó sẽ co giãn và thoải mái, thoáng khí nè, dễ vệ sinh. Đó là một trong những cái đặc tính mà Yeezy mà không ai để ý luôn. Tại vì thường mua giày da giết quen á. Cái thứ hai nữa là mang vào rất là nhanh. Hôm nào mình đang gấp á, là mình sẽ thọt mấy đôi 350 vô mình đi. Tại vì sao? Mình chỉ cần nắm cái phần gót sau thôi, mình dở lên cái là mình mang được rồi. Và có nghĩa là mình chỉ tốn khoảng đâu đó 5-10 giây thôi là bạn mang được một đôi giày rồi, mà nó chỉnh chu nha, nó rất là đẹp. Còn ví dụ như mình mang Jordan, mang Air Force đi, hoặc là mang Asics, hoặc là mang New Balance đi, là mình phải ngồi xuống mình chỉnh lại dây. Đặc biệt là có những đôi thì mình để dây sẵn thì mình chỉ thọc vô rồi đi, nhưng mà không có đôi nào tiện dụng như mấy đôi Yeezy. Samba thì mình mang thì mình cảm giác là mình phải lên dây lại. Rồi New Balance cũng vậy, NB22 cũng vậy. Rồi nói chung là mình mang nhiều á, nhưng mà kiểu gì là cũng phải chỉnh dây sau đó cho nó phù hợp. Vẫn là một cái bóp xưa cũ, 350 thì vẫn là cái bóp một cái tông ở trên có 350. Bóp thì bóp kéo. Và bên đây sẽ là cái sai chạc. Mình cũng lưu ý các bạn là mua Yeezy á, thì sai chạc lúc nào cũng up lên 0.5 nha. Chứ mang mà cận quá thì nó rất là bó. Tại vì Yeezy nó không có cái phần upper á, nó không có cao, nó rất là thấp, nên là nếu mà các bạn đi sát size quá nó rất dễ cấn phần mu bàn chân, nên là các bạn để ý size chạc đi cho kỹ. US, UK, thường thì Nike xài US, Adidas thì xài UK, nên là thường ví dụ như 9 UK á, thì nó sẽ là 10 US ha. Thường nó phải là 9 hàng 3 mới đúng, nhưng mà các bạn size của Adidas thì hiện tại mình chưa có thuộc. Các bạn nên là xem á, size EU là tốt nhất, tại vì size EU là size Việt Nam mình hay xài. Ví dụ như nó là 43, 44 á, thì người ta sẽ dễ chắc size các bạn hơn nha. Đừng có xài US UK, lu bu lắm. Mỗi hãng nó có cái US UK riêng đó. Rồi giờ các bạn kéo ra một chiếc bóp như thế này. Đó, bên trong là giấy gói. Đây là đôi Bon. Đôi này ngày xưa mình thích lắm mọi người. Đôi Bon là một trong những đôi giày mà nếu mà nói về 350 là mình rất là thích nha. Và khi các bạn mang giày trắng á, cái gì cũng dễ, dễ dơ, dễ bẩn, dễ đi giặt, dễ tốn tiền, vậy thôi. Đó, hai mấy cái dễ nhất là các bạn sẽ có khi mà mang một giày trắng á. Rồi, bây giờ nói các bạn là tại sao đôi giày này nó lại chiếm một cái phần gì đó cảm tình đối với mình. Các bạn nhìn nè. Cái form này các bạn nhìn không? Nhìn từ trên xuống dưới nè, từ dưới lên trên nè. Cái form đôi 350 nó vẫn như ngày nào ha. Nó vẫn là một cái đôi giày đế rất là bè luôn. Bè phần trên nè, bè phần dưới. Nhưng cái độ cao của nó thì vừa. Cái độ cao nó lại vừa nha. Nó không quá cao nhưng cũng không quá bị lùn. Và thêm một cái phần nữa các bạn nhìn, cái phần vải upper của nó. Trời ơi, nó co giãn, nó rất là đã nha. Và nhìn tổng thể nó kiểu là nó đã khác biệt với những đôi giày bình thường rất là nhiều rồi. Cái mũi nhọn nè, xông lên cái cổ giày cao lên nè. Đó các bạn nhìn ha. Rồi dây giày nữa nè. Các bạn nào mà nếu mà để ý nhìn mấy cái dây giày của 350, cái loại dây tròn bản to, trời ơi, nhìn một cái thôi là rất là phê luôn. Và nhìn nó dây giày á, người ta lại có thể thắt được rất nhiều kiểu nè, kiểu mặt hề nè, kiểu sừng trâu nè, kiểu con giun nè, rất rất nhiều kiểu luôn. Thì trên thực tế thì đối với mình, đôi màu Bon này là một trong những đôi rất dễ đi, bởi vì nó full trắng. Và khi mà các bạn đi ra ngoài, các bạn có thể đi tiệc nè,
đi làm và đi chơi. Thì mình thấy đi ra ngoài bên Vincom Đồng Khởi về Taka rất nhiều người người ta dùng cái đôi này. Tại vì ADAS thì họ cũng bán hoài chứ không phải là họ không bán. Và mỗi một dịp gì họ ra người ta mua lại, người ta đi rất nhiều. Tại vì người ta đi theo kiểu thông dụng và tiện dụng, với lại nó lịch sự nữa. Mọi người nhìn nó vậy nó rất là đẹp, nó full trắng, nó đẹp. Với lại một cái nữa là nó rất là thoải mái. Như mình nói, cái độ thoải mái của mấy đôi 350 là tuyệt vời, không cần phải bàn cãi. Có một tí xíu kinh nghiệm của mình mang 350 cho các bạn là mũi giày nè, các bạn nhìn nè, Yeezy 350 có cái mũi giày nó khá là nhọn, cho nên khi mà các bạn mang á thì chân các bạn nó tầm là dưới đây là được rồi, không cần phải đụng đâu. Ai mang giày đụng mà mang 350 á, đi thời gian sau rất là đau. Các bạn chỉ cần nó vừa vừa nằm ngang ngang đây thôi, nó chừa cái mũi một tí thì là ok nhất rồi ha. Nó không cần phải đụng, tại vì mũi giày rất là nhọn. Đụng thì khi nào chân các bạn kiểu là nó nhọn lắm á thì các bạn mới đụng được thôi. Ai chân bè như mình thì phải chấp nhận chút xíu. Các bạn sẽ có nguyên một cái phần vải phía trên luôn, ở trên là vải ha, Linit rất là ok. Nó có những cái kiểu đan với nhau là đan dọc, đan xéo nè. Nhìn mấy cái đan này ngày xưa mà được cầm trên tay ha, được nhìn thôi là mình nói các bạn là cảm giác nó đã lắm kìa. Ngày nay thì kiểu là người ta bán nhiều, các bạn không có, có còn cái cảm giác đó. Nhưng mà ngày xưa á, được cầm đôi giày trên tay thôi, cầm lên thôi, được nhìn những cái nè, các bạn nhìn những cái khứa đen của nó là đen chéo nè, bên đây đen chéo vô, rồi được mai bởi một cái đường chỉ to chính giữa signature, trời ơi nó đã lắm. Và phần mũi giày nó sẽ có một cái miếng ni lông kéo dài ở phía sau, chỗ này có những cái lỗ thoáng khí ha, đó cái chỗ này nè, đó các bạn nhìn nè, ở đây sẽ có mấy cái lỗ thoáng khí ni lông, nó cũng là cái điểm nhấn của đôi giày luôn. Đôi giày này thì sẽ liền mạch từ trên xuống dưới, nên là hệ thống dây các bạn sẽ có là 2, 4, 6, 8 lỗ sợi dây giày, và 8 lỗ này sẽ nằm cặp bên với nhau. Thì các bạn có thể đan dây theo kiểu chéo nhau cũng được. Chính giữa đôi giày á thì nó sẽ có một cái phần kết nối giữa hai cái miếng vải hai bên, kết nối bằng một cái miếng lớn, may một cái đường đi thẳng lên trên. Đó các bạn nhìn ha, may cái đường đi thẳng lên trên rất là đẹp luôn. Một cái phần mà mình lưu ý các bạn là thường ai có mua bàn chân to cao lên á, mua bàn chân là cái phần ở trên nè, trên ví dụ đây là cái bàn chân nè, mặt trên nè, cao lên á thì đi cái chỗ này nè, các bạn nhìn ngón tay mình nha, là ở đây nè, nè chỗ này nè, cái khu vực này nè đó, đây nè, nếu mà căng ra thì nằm đây nha, nằm đây nè đó, thì nó rất dễ bị cấn, bởi vì chỗ này nè không có kéo giãn lên cao quá, tới đây là hết rồi, tại vì nó may thẳng dưới. Thì như chân mình có mu bàn chân cao xíu thì mình cảm giác là lâu mình đi mình vẫn là bị đau cái phần mu bàn chân, cho nên là thường á mình đi xe chính, nhưng mà mình đi xe này á mình đi tới 43. Thứ nhất là nó thoải mái, thứ hai nó không có bị tuột đâu, các bạn không phải lo, và nữa nó đỡ cấn chân hơn nên đi nó cũng rất là nhẹ nhàng, rất là mềm mại. Cổ của đôi giày là cái phần mình rất là thích nhất, các bạn nhìn cái cổ nó cao lên đúng không, rồi nó bo viền lại, đó nó bo viền lại. Nhưng cái chỗ này nó cao á thì nó che được nguyên một cái phần khớp cổ chân của mình luôn. Rồi phía dưới nè nó sẽ nhỏ lại thì nó sẽ thoải mái hơn, thoáng khí hơn, không có bị mà kiểu bị bít bùng giống như mấy đôi cổ cao. Cái này nó giống như là nửa cổ cao vậy đó. Phía sau thì các bạn sẽ có một cái gót hơi vuông một tí ha. Chỗ này thì mình hay cầm mình nắm á để mình chọt cái chân vô, bởi vì nó hay bị bẩn. Đó chỗ này nè có cái logo ba sọc ở trong nữa nè, các bạn đều lưu ý ha. Cái chỗ này thường nó phải ngang vuông vuông nha, cái nào mà nhọn quá là coi chừng đi bụi đó. Bởi vì ở trên của phần upper đôi giày này á là toàn bộ là giải Planet, cho nên là nó tạo một cái độ mềm mại ha. Các bạn nè cầm bóp vào nè rất thoải mái nha, chân các bạn có dù có căng ra cỡ nào thì cũng nhẹ, rất là thoải mái nè. Như ngón tay mình nè các bạn thấy không nè, đó đó, đôi giày nó có thể co giãn rất là thoải mái luôn nè, đó. Cho nên là một cái điều mà người ta thích mang Yeezy 350 là bởi cái độ thoải mái của nó, rất là êm, rất là ok. Bên trong chỗ này nè các bạn nhìn nè, chỗ này nè thì khi bạn sờ ngón tay vào bên trong á, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái lượng đệm, nó bóp cái phần hót ở chỗ cái gót chân của các bạn, ở chỗ mắt cá chân các bạn thường nó hót vô đúng không, nó bóp lại thì lúc đó bạn sẽ cảm nhận được cái sự thoải mái của đôi giày này nhiều hơn ha. Nói chung là thiết kế rất có ý đồ. Không biết là mấy bạn thích cái gót giày của Yeezy 350 có cái tạc này hay không, nhưng mà mình lại thích cái tạc này nha. Có mấy đôi á là khi mà ADAS làm nó không có cái tác này luôn, cái tác nắm này nè, cái tác nắm này mình rất là thích, nên là mình thích những đôi mà có cái tác nắm này. Mặc dù là nhìn nó cũng không có đều lắm, nhưng mà nhìn nó kiểu nó là cái gì đó signature rồi, rất là đẹp. Ngày xưa người ta cái tác này có những cái màu á, kiểu là nó đổi thành màu khác nữa, nhìn rất là đẹp ha. Nè cũng là một cái đường kết nối nè, cái gót của những đôi Yeezy 350 thật sự các bạn luôn, nó rất clean, nhìn nó rất là đẹp, nó rất là kiểu đơn giản thoải mái, nhưng mà nhìn vào nó rất là mang tính biểu tượng luôn á. Rồi các bạn nhìn đến cái phần đế giày giúp mình ha, cái đế giày thì nó sẽ bao bọc bởi một lớp cao su trắng rất là đẹp luôn. Sờ vào thì nó hơi nhám một tí, nhưng mà bên trong của nó sẽ chứa một lượng bút dày cỡ như thế này, khoảng gang gửi tay, thì nó rất là mềm, rất là thoải mái. Hầu như đôi này các bạn đi chịu lực là nhờ cái bút hết, cho nên là cái công nghệ đệm bút, cái thời điểm nó ra mắt có thể gọi là một trong những đôi giày tiên tiến nhất luôn á, mà mang cái ý nghĩa thời trang rất là cao, cho nên là ai cũng thích cái bút này. Nhưng
cái bút này nó có một cái yếu điểm là mình, ví dụ như các bạn xài tầm 3-4 năm thì bắt đầu cái phần màu bút này nè bắt đầu nó vàng đi, thêm 1-2 năm nữa thì bắt đầu nó giòn lại, và những ai mà đi nhiều á nó hay để lại tình trạng bể cái phần này. Còn mình có một đôi mua từ 2018 tới giờ thì vẫn không bị gì, nhưng mà nó cũng hơi ố rồi và cũng hơi cứng lại rồi, nó không có độ mềm như bây giờ, cho nên là thời gian nó sẽ quyết định tất cả những đôi giày ha. Cái phần lót mỗi năm thì mình thấy là những cái năm gần đây á nó sẽ đẹp hơn, chi tiết hơn, nó vẫn là cái miếng lót y chang giống như ngày xưa ha, vẫn là miếng lót cao su trắng, bên trong là logo Adidas Yeezy đó. Đây nè các bạn sờ, các bạn nhìn ha, nó cũng mỏng rồi. Thật sự á, cái đôi này mình có thể giải quyết cái phần sai chạy của các bạn rất là nhiều. Ví dụ những ai mà mang mà bị chật á, các bạn rút lót ra, các bạn đi thoải mái, tại vì cái lót này không có ý nghĩa gì cho đôi giày này đâu. Cái lót này nó chỉ che đi cái phần ở trong thôi, chứ thật ra theo mình thấy là có cái lót hay không có cái lót thì nó cũng vậy đó, đi vẫn bình thường. Bên trong này thì các bạn sẽ có là một cái phần người ta may một cái lớp mỏng bằng một cái chất liệu mỏng để che đi cái phần gót rồi, nên là các bạn đi các bạn rất là thoải mái ha. Đây nhìn nè. Thêm một phần nữa là nếu như bạn nào mà mua giày lỡ lớn sai quá thì là làm sao, các bạn mua giúp mình một cái lót riêng ở ngoài, các bạn nhét vào trong thêm nữa thì nó sẽ kéo đôi giày lại, các bạn sẽ thể giảm được cái size xuống thì các bạn đi rất là thoải mái. Còn những ai mà mang bị chật thì rút cái lót ra đi ha. Asus thì theo như mình thấy á, Asus của những đôi Yeezy 350 thì nó cũng khá đơn giản thôi, nó sẽ có lộ cái phần boot ra cho chúng ta thấy ở chính giữa, nó cũng không có logo gì đâu, nó sẽ lộ ra phần boot cho chúng ta thấy ở giữa nè. Ở trên chỗ này thì sẽ có mấy cái khứa găng nè các bạn, những cái đường lượn sóng nè, thứ nhất là đẹp, thứ hai nữa là những cái đường này nè nó sẽ bám cái phần đường ở dưới hơn, bám cái sàn á, đi nó cũng thoải mái và nó mang lại nhiều cái cảm giác tốt hơn chúng ta ha. Đây chỗ này nè, đó rất là ok nha, bám sàn bám này kia rất ok. Rồi ở dưới thì các bạn nhìn nè, đó ở dưới thì sẽ có logo để chữ boot nè, các bạn nhìn ha, một logo để chữ boot đó. Ở trong thì các bạn có thể sờ vào cái phần boot luôn. Đôi này thì nhiều người hỏi mình là có nên dán đế không, mình nói các bạn là đi thì đi dán làm cái gì. Những đôi mà các bạn thật sự mà mua về sưu tập mà các sau này các bạn muốn bán thì có thể dán, nhưng mà những đôi gì gì mà nếu mà bạn dán á thì đi nó cảm giác là nó cũng hơi trơn. Jordan hoặc Dunk hay Fox One hoặc Samba thì dán được, chứ đôi này mà dán á cảm giác nó hơi trơn nha, nên là các bạn nào có thể lưu ý. Dán thì vẫn dán ok thôi, dán thì nó sẽ bảo vệ được cái đế, nó đỡ mòn và nó không có bị hư. Nếu bạn nào mua kiểu mang mà muốn resell lại thì nên dán ha, còn nếu mà mua mà để đi luôn thì không cần phải dán. Đó là những cái nhận định của mình. Rồi thì tổng thể đây là một đôi Yeezy 350, một phối màu trắng on white rất là đẹp tên Bond, và các bạn có thể dễ dàng mua chúng. Hiện tại thì giá của nó cũng tầm retail thôi, nên là các bạn có thể dễ dàng mua và cũng rất là thoải mái hơn. Với lại một phần nữa là đôi này thì nếu mà mua thì mình sẽ xác định là mang kiểu hàng ngày, tinh tế, đẹp trai, điển trai, hoặc là có bạn gái cũng được, đi tập hoặc là đi làm, nói chung là cũng mọi thứ đều rất ok. Tập thì chỉ không có squat được thôi, còn mọi thứ thì nó chấp hết, nói chung là mềm đẹp. Đôi này thì nếu như bạn nào mà cảm giác là thích mang gì gì á thì có thể đầu tư một đôi để đi ha, đi tiệc cũng rất là ok á. Mấy cái màu trắng này thì mình thấy tuyệt vời. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye.